Các bạn ơi, hôm nay anh Quân Thành sẽ chơi trò chơi con mực đấy. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ anh Quân Thành nhé. Cảm ơn các bạn. Hai, ngồi trên chiếc bồn cầu, cứ tưởng mình rất ngầu, nhưng thật ra lại bị u sầu. Trời đất ơi, các bạn ơi, ông ngồi bồn cầu vừa ngồi vừa xem TikTok và xem YouTube, thế mà cũng đã ngồi được 3 tiếng rồi các bạn ạ. Thôi, mình thấy là ngồi như thế là quá lâu rồi. Mình sẽ dậy để tắm nha các bạn. Xả nước, xả nước, xả nước. Ok con dê, mình phải tắm nè các bạn. Wow, đói quá. Ngồi bồn cầu lâu nên mình thấy đói các bạn ạ. Mình sẽ lấy quả táo vàng ra ăn. Có ai mà vừa tắm vừa ăn táo vàng như ốc không? Làm gì có ai. Wow, các bạn ơi, nó gọi là ngon nhức nách luôn này. Một quả táo vàng, hai quả vàng táo, rồi cầm iPhone vẫn là quả táo. Úi trời, úi trời, úi cầm iPhone và nước để có mà hỏng hết cả điện thoại à? Trời ơi, đúng là ngu người không thể tươi cười. Thôi mình không tắm nữa đâu. La la la, ua. Ôi các bạn ơi, TV dạo này chiếu rất nhiều những đoạn phim ngắn về bộ phim trò chơi con mực các bạn ạ. Đây này, đây này, cái trò này á gọi là trò chơi đèn xanh đèn đỏ đó các bạn ạ. Có con búp bê này á, nhìn rất là ngáo đá luôn nhá, nhưng mà nó rất lợi hại. Nó sẽ quét mặt các bạn nếu mà các bạn động đậy khi mà nó dừng ha ra, nó bắn cho một phát tung đầu luôn. Nhưng thật ra là ông ấy chỉ được nghe nói thôi chứ chưa bao giờ được chơi trò chơi con mực cả các bạn ạ. À, hay là thế này, mình sẽ gọi điện đến tổng đài cho con mực để đăng ký nha các bạn. Biết đâu là mình sẽ được chọn để chơi trò chơi thì sao. Tổng đài trò chơi con mực. Đây rồi, đây rồi, mình sẽ gọi điện nha các bạn. Alo, tôi xin nghe. Alo. Ủa, alo. Ủa, alo. Đây có phải là tổng đài của Squid Game không? Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Tôi là Trần Thị Ốc. Tôi muốn tham gia trò chơi con mực. Bởi vì tôi đang rất là chán đời. Rất chán đời nên tôi muốn tham gia trò chơi con mực. Ok, ok, hãy liên hệ với tôi ở địa chỉ Minecraft nha. Ok con dê. Uầy, các bạn ơi, mình vừa gọi điện xong rồi các bạn ạ. Nhưng mà họ nói với mình là phải chờ để họ chọn lọc ra đã. Phải là những người thật sự tài giỏi, thông minh và phải cực kỳ chán đời thì mới được chơi. Nên là bây giờ mình sẽ đi ngủ. Tại vì mình chán đời mà. Chán đời thì chả làm gì sớt. À, đi ngủ thôi. Lại có một đứa ngu si tứ chi không phát triển đăng ký chơi trò chơi con mực à. Được rồi, ta sẽ đến mời nó đi chơi. Tên là gì nhở? Ốc à. À, nó còn đăng ký hộ cho một đứa tên là BQ Thành. Được rồi, ta sẽ đưa hai đứa chúng nó đi chơi trò chơi con mực. Trời ơi, ai gọi đây không biết, đang chán đời mà cứ gọi mai không. Mọi người ơi, trời ơi, trời đất thiên địa ơi, làng nước ơi, láng giềng ơi, trời ơi, tôi đã được mời tham gia trò chơi con mực. Trời ơi, thật là không thể tưởng tượng nổi, mình vui quá. Nếu mà tham gia trò chơi con mực á, mình sẽ có cơ hội được rất là nhiều tiền. Này, ai già. Tròn tam giác vuông, chuẩn luôn các bạn ơi, chuẩn không cần chỉnh. Ôi, mà vừa nãy á, ở trên giường lúc mình còn lướt web á, mình còn đã gọi điện để đặt thêm cho anh Bê Quy Thành một suất các bạn ạ. Không biết là ở bên nhà anh Bê Quy Thành có chưa, mình sang kiểm tra đi. Xin chào tất cả các bạn thân yêu đã đến với kênh của anh Quân Thành. Các bạn ơi, trước khi xem tiếp video ngày hôm nay, các bạn đừng quên cho anh một like này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký, và xem quảng cáo đồ hộ anh Quân Thành chút tiền vào mùa dịch nhé. Cảm ơn các bạn đó rất là nhiều luôn. Ai, sáng đến rồi, tập thể dục thể thao nâng cao suy diện phát ản nhầm, nâng cao sức khỏe phát nào. Anh đang học nhảy aerobic à, Olympic à, cái gì nhỉ, aerobic đúng rồi. Tăng 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 tăng. Trời ơi, đang hát, đang tập nhảy lại nghe giọng ốc, nghe chán đời thật sự các bạn ạ. Ông ơi, có chuyện gì mà lại ốm rồi thế hả ốc? Bê Quy Thành ơi, ra đây em bảo. Lại có cái chuyện gì nữa, mệt lắm các bạn ạ. Mới sáng ra tập thể dục cũng không yên, đúng là đồ ốc điên. Em lại nói luyên thuyên cái gì đúng không? Hà hà. Nhìn đây, anh đã nhận được lời mời tham dự trò chơi con mực cùng với em. Ờ,
Sao tự nhiên người ta lại gửi lời mời cho anh nhỉ? Con hình tròn, hình tam giác, hình vuông, anh không chơi trò chơi con mực đâu. Mà sao tự nhiên họ lại gửi lời mời cho anh ấy nhở? Ai, vì em đã đăng ký cho anh. Em đã nói với họ là tôi và B Quy Thành đang nợ rất là nhiều tiền, và tôi và B Quy Thành đang rất là chán đời rồi. Tôi muốn là được chơi trò chơi con mực cùng với B Quy Thành. Các bạn ơi, mỗi mình ốc muốn chơi, ốc lại còn kéo theo cả anh, lại còn đăng ký hộ anh nữa. Anh có chán đời đâu, anh yêu đời lắm luôn. Từ sáng giờ anh tập thể dục thể thao, rất là yêu đời. Ui, bây giờ họ gửi lời mời cho anh, anh không chơi đâu, anh trốn đây. Ốc, em đúng là đồ ngu ngốc. Chơi trò đấy á, mình mà chơi thua mình bị bắn chết đấy. Anh đi vào nhà đây, ốc chơi một mình đi. Nhưng mà anh phải nghĩ đến lúc nếu chúng ta thắng á, chúng ta sẽ có được rất nhiều tiền. Chúng ta sẽ chia đôi giải thưởng cho nhau. Không, anh không cần tiền đâu, anh thích sống cơ. Anh đẹp trai này mà chết phí lắm, anh còn chưa có người yêu mà. À, chỉ có những người chơi ngu mới chết thôi. Hóa ra B Quy Thành là đồ ngu. Em là đồ ngu, đồ ăn hại ấy. Trời ơi, tự nhiên đi đăng ký cho anh B Quy Thành. Một người đang yêu đời, trông thật tuyệt vời như anh đi chơi cái trò đấy, chẳng may chết thì làm sao. Cuộc đời thật là méo le, cớ sao mình lại cút te hột me thế này mà lại có người bạn ngu si như ốc rồi, lại còn rủ nhau đi chơi trò chơi con mực nữa. Tỉnh táo lên, tỉnh táo lên, có người gọi cửa kìa. Lại còn ai gọi cửa anh nữa đấy nhờ, bực hết cả mình luôn. Ui ui ui, ôi dồi ôi, ôi dồi, đầu cắt moi. Đây chính là những tên lính trong trò chơi con mực mà. Đây là tên lính mặt tròn rồi đúng không ốc? Chuẩn luôn. Ok con dê, bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ phải tham gia trò chơi con mực rồi. Ta không chơi trò chơi con mực đâu. Các người đi đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bị không tình yêu. Ôi dồi ông ơi, em ở đâu rồi ông ơi? Em ở đối diện anh nè, Baby Thành ơi. Ui, chúng ta đang ở đâu đây? Ui. Ui. Ui, lính mặt tròn kìa. Thế hóa ra chúng ta đã vào trò chơi con mực rồi hả ốc? Ôi ôi, tại em đây, anh đã bảo không chơi trò chơi con mực rồi. Ôi, em vừa sợ vừa háo hức. Háo cái đầu em ấy. Hình như đây là chỗ ngủ giường tầng cho những cái người chơi sao đó ốc. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ốc ơi, đi theo anh ra ngoài này đi. Ui, tên lính mặt tròn nè. Ôi, nhưng mà có vẻ như là nó sẽ không làm gì đâu. Và nó sẽ không bao giờ nói gì. Bởi vì cấp trên chưa cho nói, nó không được nói gì đâu. À, thế à? Thế bây giờ chắc mình phải đi chơi rồi ốc ơi. Đây, đây có những cái cánh cổng này, đi qua này. Anh sẽ đi cánh cổng bên này, em sẽ đi cánh cổng bên kia nhá. Đi 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 đi. Ok. Ui, ốc ơi, em đi qua chưa? Anh là player 1, người chơi số 1. Các bạn ơi, cứu anh B Quy Thành với, không chơi trò chơi con mực đâu. Cứu, cứu mình nha. Là player 2. Thế em là người chơi số 2. Rồi ốc ơi, em sẽ đi cánh cổng bên kia, anh đi cánh cổng bên này nhá. Ok. Ui ốc ơi, con búp bê kìa. Ôi ra man thật, như thật luôn. Ui, hình như là trò chơi bắt đầu rồi đấy. Thời gian đếm ngược rồi kìa. Ui, nó quay lại, tụi mình phải đứng yên đó các bạn ạ. Mà để nó nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chết. Rồi rồi, đi lên đi lên đi lên. Đi lên đi B Quy Thành ơi. Anh đi lên rồi. Ui các bạn ơi, ốc đã bị chết một mạng rồi. Đấy, anh B Quy Thành biết cách chơi nhá. Anh B Quy Thành đã đứng lại rồi các bạn ạ. Đấy. Nó lừa mình á. Mình mà đi trong khoảng thời gian kia mà không đi được tới chỗ đấy thắng là mình sẽ bị chết đó các bạn. Ủa rồi, sao nó nhanh thế ta. Ui, căng thẳng quá các bạn. Rồi, sao, ui. Xin vĩnh biệt. Yeah, anh đã quay trở lại rồi đấy các bạn. Ông ơi, cùng cố gắng nhau nhá. Ok ok. Thông gai bị đạn. Ui, rất đáng sợ các bạn ạ. Anh phải tập trung để chơi nhá. Wow, căng thẳng quá ông ơi. Đừng nói gì cả, đừng nói gì cả. Rồi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận.
Ui, ốc bị chết rồi, ốc thua rồi các bạn ạ. Xem anh Vũ Thành đây. Rồi, còn 16 giây, không biết anh có thể thắng nổi không. Ui, cái đầu nó quay liên tục ạ. Ui, anh thắng rồi các bạn ơi. Anh Vũ Thành đã thắng trò chơi con mực rồi. Nơi hôn bạn, nơi hôn bạn. Vui ghê, anh đã thắng rồi. Anh đã không bị giết chết. Ông đã thua rồi các bạn ơi. Tăng. Rồi các bạn ơi, bây giờ anh sẽ cho ốc chơi lại, xem ốc có thể thắng nổi không nhá. Cố lên ốc ơi. Em cần cẩn thận hơn nhá, nó quay như thế là tí em bị chết đó ốc ạ. Rồi, đi. Dừng. Đi. Dừng. Ấy, phải thật là bình tĩnh ốc ạ. Em đi như thế là nguy hiểm quá, thấy nó quay mặt là phải dừng luôn. Dừng. 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 Ấy, phải thật ra để ý vào ốc ạ. Nguy hiểm thật sự các bạn. Chỉ có anh Vũ Thành giỏi mới thắng được thôi. Đấy, có bạn nào chơi thắng nổi cái trò này không? Hãy bình luận phía dưới video nhé. Còn bây giờ có lẽ anh dừng video tại đây thôi. Chị ốc hôm nay quá gà, thế mà dám rủ anh đi chơi trò chơi con mực. Đúng là cùi bắp luôn. Các bạn thấy anh Vũ Thành giỏi, đừng quên cho anh Vũ Thành một like nhé. Bấm đăng ký kênh ủng hộ anh Vũ Thành. Cảm ơn các bạn, bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại bạn video sau. Anh Vũ Thành hôm nay quá giỏi luôn. Chơi thắng trò chơi con mực nhá. Chơi thắng cái trò đèn xanh đèn đỏ của con búp bê nhá. Tuổi gì mà đấu với anh Vũ Thành đúng không? Bạn bị kinh rồi.